Chào cộng đồng mạng. Chào thầy. Chuyện như là thầy Minh Tuệ á, tất cả cộng đồng bà con á, thế giới người ta cũng rần rần nó rất là ái mộ thầy, theo thầy. Nhưng mà theo như thầy Minh Tuệ thì người đại gia á, rất là khó làm chứ không phải dễ làm, nhưng mà mình rất là muốn tu như vậy. Thì nếu mà mình tu như vậy, mình tu như thế nào á, ở tại nhà mà có được chút ít gì như là thầy Minh Tuệ vậy được không? Thầy chia sẻ cho bà con cộng đồng biết để người ta có tu tập được phần nào để lợi ích cho người ta. Câu hỏi này của cô hỏi rất là hay. Như vậy là cô cũng tìm hiểu vào cái chân lý của đạo Phật. Thì bây giờ hiện tại là thầy Minh Tuệ là ngài giữ 250 giới. Còn chúng ta ở tại gia, tại vườn hoặc là cư sĩ canh điền làm ruộng hoặc là chạy xe đò vân vân, các cái làm mướn làm thuê trong công ty gì á, thì chúng ta bây giờ hiện tại giờ tu năm giới là không sát sanh nè. Chúng ta không sát sanh là cái nghĩa là con vật á, thì chúng ta không có cố tình mà để mà sát giết nó, cho nên là sự bừa bãi đó. Thì cái nào ta ứng dụng được thì ta ứng dụng, mà ta phải chi túc đó. Thì một cái không sát sanh là cái cách đó, còn một cái chúng ta là không có là tà dâm. Tà dâm là gì? Tà dâm là không phải là tà dâm là nam nữ hay không đó. Tà dâm là nó nhiều kiểu tà dâm, ví dụ giờ mình đẻ trái cà chết ta mình không hỏi mình không xin đó, cái đó là cũng tà dâm đó, chứ không phải là nam nữ là tà dâm. Rồi mình có vợ có chồng thì mình sống với vợ chồng mình đâu đó đàng hoàng tử tế, nuôi cha giữ mẹ mà không có cái chỗ mà cái chuyện này chuyện kia ở ngoài đời người khác nữa, là cái đó lại gọi là mình sống ở chánh dâm đó. Cái chuyện tà dâm này không phải là nó một chuyện, nó nhiều chuyện lắm. Dù mình nói dốc nói láo nói thêm gì đó mà không có đúng đắn về cái lời nói giữa hai bên, cái đó là cũng là gọi là tà dâm đó. Cho nên chúng ta ở bất cứ ruộng vườn gì cũng vẫn là tu tập được hết, mà chúng ta phải giữ năm giới đó. Chúng ta đừng có nên uống rượu, mà rượu thì uống nhiều quá uống ít cũng được, chứ không phải là không được. Nó cũng phải là làm cho mình chút đỉnh là cái chỗ là thuốc men đó. Trong khi đó cũng mới nhờ nó là cũng là phương tiện chứ không phải là tuyệt đối. Thì chúng ta đừng có nên dùng nhiều quá thì nó vô trong, nó có chất men đó, rượu á, thì nó lỏng vô cái đường máu của chúng ta. Cho nên chúng ta khi uống rượu nhiều quá rồi có khi đó, đi siêu qua siêu lại đó, cho nên nó không được bình tĩnh. Cũng có chúng ta có dùng nó thì dùng chút đỉnh được, chứ không phải là không được tu được hết đó. Tất cả cái đều tu sửa được hết trơn tất cả đó. Còn thêm nữa, hồi nãy là ba giới rồi phải không, ba cách rồi, bây giờ thêm là còn hai cách nữa là năm giới. Là chúng ta là không có chỗ là giọng ngữ, không thích sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không giọng ngữ là chúng ta làm ăn cái gì cũng chuyện gì hết, chuyện gì trao đổi qua lại hoặc là buôn bán, hoặc là làm công ty cho mọi người, mình làm thuê cho mọi người. Thì bây giờ hiện tại mình làm 300.000 200.000 gì đó, mình lấy công, mình ra cái công sức, mình lấy cái số tiền đó, còn bằng gì cho cô bác anh em huynh đệ mình bằng cho đâu đó đàng hoàng tử tế đó, nói chuyện sao là nó y ra như vậy, chứ không phải là mình chuyện có nó không, chứ không nó có là cái khẩu của mình là nó vậy, là nó lời lẽ nó không có giọng ngữ đó, có sao là con nói y văn như vậy nó rõ ràng đó, như vậy là mình cũng đã tu rồi. Chứ không phải là cái không phải là đi như thầy Minh Tuệ là tu mới được đâu. Thầy Minh Tuệ nói chung ra là ngày 100% rồi, mình bị gì cái phương tiện của ngài á thì nó rộng hơn đó, cái nhân viên của ngài nó lớn lao hơn. Còn mình ở đây á, thì cũng có nhân viên, mà nhân viên mình nhỏ thì mình làm việc nhỏ cũng vẫn được đó. Tại vườn tại gia chúng ta cũng vẫn là tu được. Còn thêm một giới nữa đó, hồi nãy là mình là bốn giới rồi, không là không ra sát sanh, không uống rượu, không tà dâm, không ngôn ngữ, mình là giới nữa, có thêm một giới gì nữa. Thì chúng ta sống thường ngày á, đối với cái xã hội á, thì cho nên các cái chuyện đi đứng nằm ngồi cũng là tu, nói năng động dụng đối đãi với mọi người. Anh em huynh đệ đối đãi cha mẹ ông bà cô bác ở ngoài xã hội, chúng ta nói chuyện ngay thẳng đàng hoàng tử tế cũng là tu đó, chứ không phải mà chúng ta mà bây giờ hiện tại chúng ta nhờ cái gương của thầy Minh Tuệ như vậy đó. Thì bây giờ hiện tại giờ chúng ta phải làm theo, mình thấy cái gương như vậy mình làm theo, mình trở về với chính mình là mình giữ năm giới, hoặc là có khả năng mình giữ được 7 giới 8 giới 9 giới gì đó. Thì do nơi tùy cái phương tiện của mọi người, bất cứ nơi nào tu cũng vẫn được hết, chứ không phải là mình cần theo thầy Minh Tuệ là mình tu mới được. Đây là cái này là mình
mình chia sẻ chung nha, chia sẻ chung. Thì thầy Minh Tệ như vậy là có cái nhân viên của ngài, tại vì cái viên mạng của ngài nó đã đầy đủ hết trơn rồi, thì ngài làm cái này là tuyệt đối là 250 vùng giới, là nó sinh ra nó cũng hiếm lắm, hiếm có chứ không phải là không có. Mà chúng ta bắt chước theo cái công đoạn ít lại cũng vẫn tu được, cũng giống như thầy Minh Tệ, mà thầy Minh Tệ có khả năng bây giờ hiện tại đi trước. Mình thì một ngày nào đó công việc mình cũng xong rồi thì mình đi sau. Cái đi thiền, đi bộ hoặc là đi máy bay cũng nó cũng giống một mục tiêu trở về với cái ông Phật, ông chủ nhân ông của mình với ông Phật của mình, ai cũng đều vậy hết trơn á. Mà cái này là trước sau thôi. Trước sau thôi cô bác anh em huynh đệ, trước sau thôi cũng giống như nhau thôi chứ không có ai khác hơn ai hết. Đó, cái chỗ này là mình chia sẻ chung như vậy với cộng đồng mạng với anh em huynh đệ. Hiểu biết cái chỗ này chúng ta tự do tu tập, bây giờ ít nhiều gì cũng vẫn được hết giống như thầy Minh Tệ chứ không phải là không giống. Mà trước sau thầy Minh Tệ thì cơ nhân viên của ngài, phương tiện của ngài nó xong thì ngài đi trước. Còn mình phương tiện mình chưa rồi thì mình rồi công việc này mình cũng vẫn đến tới cái mục tiêu đó, là mình đến sau. Đó, đi thiền đi bộ gì nó cũng nhắm ngay sang mục tiêu. Là người đi đi lẹ đi chậm thôi. Đó. Bây giờ hiện tại giờ muốn về cái chỗ mà mình để sáng á, như gì thì mình phải trở về với chính mình á, cái tâm của mình á, nó giống như cái con khỉ tâm viên, tôi gọi là tâm viên ý mã, thì nó nhảy nhót lung tung hết trơn á. Thì công việc mình thường ngày đó, khi nó nhớ ở Châu Đốc, nó nhớ ở Cần Thơ, nó nhớ thành phố, nó nhớ đủ chuyện hết trơn á, mà khi ăn rồi nó cũng vẫn nhớ nó, bị gì cái tâm của mình á, thì lúc nào nó cũng giờ một giặc nào hết trơn á. Mà cái tư tưởng của mình, trong dòng tư tưởng của mình là mình tư duy tư nghĩ quá nhiều đi, cho nên là mình nhớ nhiều. Thì cái chỗ mình làm công việc rồi chiều về mình vẫn tu tập được, mình vẫn tu tập được, mình hít vô thở ra hoặc là mình cái pháp môn niệm Phật đó là một chuyện một thôi. Mà trong cái pháp môn niệm Phật này á, thì nó cũng dẫn động đó, mà trong cái động nó có cái tịnh, nó không có còn mà lễ bai lãng những cái chuyện khác nữa, cho nên nó tu tập về cái một chuyện một. Cho nên trong cái động này nè, trong cũng động nữa, niệm Phật cũng là động nữa, mà trong cái động này nó có cái tịnh đó. Cho nên phần là cô bác anh em huynh đệ chiều rất nhiều về chúng ta công việc rồi chúng ta tu tập cũng vẫn được, về mà không có còn mà để mà suy nghĩ rất là nhiều á, thì về chúng ta về hoặc là quán hơi thở, hít vô thở ra cũng vẫn được, là ngày cầm một ngày nào chúng ta nó sáng suốt lại nó sáng suốt lại, bởi vì cái tâm mình nó định rồi, nó khi nó định xong rồi nó mới mở mang trí tuệ đó. Còn bây giờ công việc của mình nhiều quá, tại vì mình tư duy suy nghĩ quá nhiều cho nên mình đặt vấn đề đó, thì cái chỗ đó là cái ngoài đời cái sự sống thôi, mà điều ai nó cũng vậy hết trơn á, chứ không phải là riêng một cá nhân của người nào hết á đó. Thì cũng phải có cái tư duy suy nghĩ đắn đo này, mà cái suy nghĩ đắn đo này á thì ai cũng đều có hết. Mà cái người mà ta ngộ nhận ra rồi, cái người sáng suốt á, là sáng nó như thế này, ta gọi là sáng nè, sáng người ta cái giặt á thì người ta vẫn cũng dùng, vẫn xài đó, vẫn nói năng động dụng, mà người ta không chấp không đa, không đắm say mê về vật chất nữa, là cái người đó là cái người sáng suốt, cái người giác ngộ đó. Như mình cũng vậy, khi mình làm giúp đỡ mọi người cũng vậy, mình cũng đừng có nên kể lễ, cũng vẫn nhớ nha, chứ không phải là không nhớ, nhớ mà cũng vẫn kể, mà kể bằng cách đó là gọi cho người khác để làm theo đó. Như Đức Phật ổng bây giờ hiện tại về cái lời nói ổng cũng kể ra chuyện này chuyện nọ chi vậy, ổng kể gì cái những cái người mà đang chưa có hiểu biết, cho nên ổng kể những cái lời lẽ này ra đặng cho về là đệ tử hiểu những cái lời lẽ này đặng làm theo đó, đặng con người của mình là giác ngộ giống như ngài vậy đó, chứ không phải là không kể, cũng phải nói lại. Mà chúng ta không bao giờ để chấp vô cái lời nói này mà cố chấp giận hờn thù quán mà sân si, thì kể thoải mái chứ không phải là không quyền kể được, là không có cho mà quyền mà không kể, cứ việc kể thoải mái, mà kể chốc cái cách để hướng dẫn người khác lại, cứ việc kể. Nam mô A Di Đà Phật. Không sao. Ừ. Thầy ơi, thầy theo như thầy Minh Tệ á, thì cái lòng từ á, thời mình chưa có lòng từ, bây giờ mình phải tu tập cái lòng từ như thế nào, cũng như thương chúng sanh, hay là phải thiền từ bi như thế nào? Thì bây giờ chúng ta có cái thằng này, thì bây giờ hiện tại thầy Minh Tệ thì nói chung là 100% rồi đó, 100% là cái phần từ bi của ngài là 100% mà nó nguyên con rồi. Thì chúng ta bây giờ hiện tại giờ tập cái từ bi hỷ xả thương người mến vật, thì bây giờ nhân vị nó có cách này. Đó, thì bây giờ chúng ta dùng chay không được, chưa có đủ nhân viên mà để mà dùng chay luôn, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn đó, tham chi thứ vị mà cơm trăng máu hồng. Bây giờ hiện tại giờ chúng ta có cách này, chúng ta hạn chế lại ăn, chúng ta cũng dùng mặn mà chúng ta dùng phải tối thiểu lại một mình con vật nào đó, mà khi mà nó chuyển quá tự nhiên của nó thì có thể là mình dùng được.
chuyển quá tự nhiên nó có thể là mình dùng được, mình dùng được là dùng đỡ tạm đỡ thôi nha. Bị gì cái lực của nhân quả, cái lực của nhân quả thì nói chung ra nó không nhiều thì ít à. Bởi vì mình có nhúng tay vào đó thì mình phải dính dấu rồi đó, chứ không phải là nó không có dính dấu nha. Nó cũng vẫn có dính dấu trong đó đó, mà nó nhẹ. Khi chúng ta có ý thức tương tác đó, chúng ta có cái chỗ mà tính toán cái sự mà thương chúng sanh như vậy, mà tại vì hoàn cảnh của mình nó chưa có đủ duyên mà để mà dùng cỏ cây rau cải đó, cho nên là mình phải dùng tối thiểu đó, những cái con vật như vậy. Còn cái chỗ mà chúng ta dùng ăn chay được thì ví dụ bây giờ hiện tại chúng ta cũng phải tập. Cái này là mình gợi ý chung nghe, chứ không phải là để sự ép chế huynh đệ nào hết trơn á. Cái này là mình nói đây là mình nói chia sẻ để chung với nhau, để mọi người đang tiến hóa con đường tốt là mạnh. Ai đều làm được việc tốt là nấy hưởng đó, bị gì nhân quả nó rõ ràng trên thực tế đó, thì mình gợi ý chung. Thầy ơi, thầy nói cái câu hồi nãy mà cơm trang máu hồng nghe câu á. Thì cái để chị nó đi clip mà.